Xin chào tất cả quý nhà đầu tư, các anh em đầu tư chứng khoán. Thì do gần đây AZFIN có nhận được rất nhiều các comment, câu hỏi từ inbox riêng đến comment ở trên kênh YouTube, kênh Facebook về việc những cổ phiếu nào có thể đầu tư dài hạn được, rồi là đầu tư nó thì đầu tư như thế nào, đầu tư bao nhiêu cổ, lý do vì sao. Đó là những cái thắc mắc rất là bức thiết và rất là phải nói là thể hiện một sự trưởng thành rất lớn của các nhà đầu tư tại Việt Nam hiện nay. Từ trước kia, cách đây một vài năm thì gần như phục hiếm khi nào nghe đến một câu là mong muốn đầu tư dài hạn. Đa phần bà con chỉ mong muốn là đầu tư T3, T5 thôi chẳng hạn. Thì điều đó là một điều rất khó. Tuy nhiên gần đây có một tín hiệu rất đáng mừng như Phục vừa trao đổi. Đó là rất nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư dài hạn và muốn đầu tư một cách bài bản và đầy đủ nhất. Chính vì thế, hôm nay thì trong cái chương trình livestream hàng tuần của chúng tôi thì chúng tôi đưa ra chủ đề 10 cổ phiếu hàng đầu để đầu tư dài hạn năm 2020. Thì nội dung gồm các cái phần như sau. Trước tiên là chúng tôi đưa ra các cái tiêu chí và chiến lược đầu tư dài hạn một cách khá đơn giản cho ai cũng có thể tiếp cận được. Đó. Thứ nhất là chúng ta cần phải chọn ngành tăng trưởng trong dài hạn. Để có thể có một cơ hội đầu tư sinh lời tốt, thì cái ngành hoạt động của doanh nghiệp phải là một ngành tăng trưởng dài hạn. Thì khi đó các doanh nghiệp ở trong ngành mới có thể hưởng lợi được từ cái sự tăng trưởng đó. Miếng bánh chung to ra, thì các doanh nghiệp hàng đầu họ sẽ có những cái miếng bánh của họ cũng to ra một cách đáng kể. Còn nếu mà rơi vào các ngành gọi là đi ngang và không tăng trưởng thì hiển nhiên rằng các doanh nghiệp trong đấy có khỏe đến mấy thì cũng không có được một cái tốc độ tăng trưởng ăn thua để mang lại cái lợi nhuận cao cho chúng ta. Thứ hai là các doanh nghiệp phải là các doanh nghiệp hàng đầu có nhiều hoặc có ít nhất là một lợi thế cạnh tranh rất mạnh, và đặc biệt nó phải là những doanh nghiệp đi đầu và được hưởng lợi nhất trong các cái ngành đó. Thứ ba đó là định giá cổ phiếu phải còn tương đối hấp dẫn, bởi vì bất kỳ cái gì cũng thế thôi, khi chúng ta đầu tư thì phải có giá hời thì chúng ta mới có được cái lợi nhuận cao. Và thứ tư, dài hạn ở đây là bao lâu? Đối với một số các nhà đầu tư cho rằng dài hạn là 1 tháng, 2 tháng, nhưng mà chúng tôi cũng như là các nhà đầu tư chuyên nghiệp ở trên thế giới thì họ đều đưa ra cái mốc dài hạn ở đây là 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm. Và chúng tôi cho rằng ở Việt Nam thì nên đầu tư dài hạn là chỉ 3 đến 5 năm hoặc một chu kỳ kinh tế bởi vì mọi thứ nó có thể đổi thay rất mạnh sau khi kết thúc một chu kỳ kinh tế. Bởi vậy, cái mức đầu tư dài hạn theo chúng tôi là tốt nhất là một chu kỳ kinh tế mà thôi. Còn đối với những nhà đầu tư siêu khủng khiếp rất lớn, họ mua doanh nghiệp thì tất nhiên họ không quan tâm đến một chu kỳ mà họ đầu tư rất nhiều chu kỳ, họ đồng hành cùng doanh nghiệp, sống chết cùng doanh nghiệp thì nó khác. Thì trên đây là tôi đã đưa ra các cái tiêu chí. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào các cái ngành cũng như các cái cổ phiếu mà AZFIN pick ra để đưa đến là một danh mục tham khảo cho quý vị và các bạn có thể đầu tư dài hạn. Trước tiên đó là ngành bán lẻ. Ngành này là một ngành hưởng lợi nhất từ tăng trưởng kinh tế. Chúng ta có thể thấy rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất cao, đúng không ạ? Thuộc dạng top đầu thế giới. Do đó ngành bán lẻ cũng là một ngành có được cái sự tăng trưởng rất mạnh. Thì cái tốc độ tăng trưởng ngành bán lẻ qua các năm vừa qua chúng ta có thể thấy rất cao, luôn luôn ở hai con số. Và ở Việt Nam thì hay là trên thế giới rất hiếm ngành nào có thể tốc độ tăng trưởng hai con số ạ. Thì vì sao lại là ngành bán lẻ? Thì đó là cơ cấu dân số vàng cùng với giai cấp trung lưu đang tăng mạnh trong cái điều kiện kinh tế tăng trưởng tốt ở Việt Nam sẽ thúc đẩy các vấn đề sau. Trước tiên là GDP tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới thì trung bình khoảng 6% đến 2023. Thứ hai là tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng đạt 4,4 triệu tỷ đồng chiếm 80% GDP, tương đương với 80% GDP trong cái năm 2018 và tăng 13% so với năm 2017. Và giai đoạn 2012 đến 2018 tăng trưởng trên 12% một năm. Thứ ba, quy mô dân số với 93,7 triệu người
Thì đây là quy mô của cách đây 1-2 năm thống kê rồi. Bây giờ nó cũng phải lên đến 97-98 triệu người rồi. Thì trong đó cơ cấu dân số trẻ chiếm 60% từ độ tuổi 18 đến 50. Và đây chính là độ tuổi tiêu dùng nhiều nhất trong lĩnh vực bán lẻ. Và thứ tư, chi tiêu hộ gia đình ở Việt Nam được dự báo tăng trưởng với tốc độ gộp khoảng 10.5% đến 2023 của các cái tổ chức thống kê hàng đầu thế giới. Đó là lý do vì sao ngành bán lẻ là một ngành được hưởng lợi lớn nhất. Về độ phủ kênh bán lẻ hiện đại của Việt Nam vẫn còn rất thấp, do đó dư địa tăng trưởng còn rất mạnh. Thứ nhất là ở Việt Nam chúng ta có thể nhìn thấy ở đây ạ. Cái bán lẻ hiện đại mới chiếm có 25%, còn 75% là bán lẻ truyền thống, chợ, rồi chợ cóc, chợ tạm, rồi vân vân và vân vân. Trong khi ở các nước bên cạnh chúng ta, tỷ lệ này rất cao. Ví dụ Philippines là một nước tương đương như chúng ta, 33%. Thái Lan thì phát triển trước chúng ta 34%. Malaysia 6%, Singapore 90%. Tất nhiên cái độ phủ này nó còn phụ thuộc vào cái mật độ dân số, rồi là cái sự tập trung tại các thành phố của các nước. Ví dụ Singapore là nơi tập trung nhất, có mỗi thành phố thôi, đúng không ạ? Thì thành ra bán lẻ hiện đại sẽ rất lớn. Tuy nhiên ở Việt Nam thì với tỷ lệ này cũng rất thấp, có thể tăng trưởng. Đó, thì theo New Zealand thì những chỉ báo tăng trưởng của thị trường thương mại điện tử bán lẻ hiện đại thì cái độ tuổi trung bình là dưới 37 tuổi thì sẽ phát triển rất tốt. Thì ở Việt Nam hiện nay độ tuổi trung bình khoảng gần 33 tuổi. Thứ hai là tăng trưởng người tiêu dùng kết nối. Đó, thì nó lớn hơn 5,3% một năm, thì ở Việt Nam đạt rất mạnh. Đó, thứ ba nữa là tỷ lệ kênh bán lẻ hiện đại nhỏ hơn 78% thì sẽ có cái triển vọng phát triển rất mạnh. Thì Việt Nam có 25% thôi. Tiếp theo là mô hình kinh doanh truyền thống hiện nay ở Việt Nam chiếm 75%, với chợ truyền thống khoảng hơn 10.000 điểm, chợ cóc, chợ tạm hàng chục đến hàng trăm ngàn điểm, và rất là nhiều các cái cửa hàng nhỏ lẻ của các cái hộ gia đình khác. Do đó cái dư địa cho việc bán lẻ, đặc biệt là kênh bán lẻ hiện đại, đó là các doanh nghiệp hàng đầu, là còn rất lớn. Các doanh nghiệp bán lẻ đáng chú ý, chúng tôi cho rằng là có Thế Giới Di Động và PNG rất là đáng chú ý. Tuy nhiên PNG thì chúng tôi nhận thấy rằng là nó cũng rất tiềm năng, nhưng mà định giá vùng này thì cũng chưa thực sự là rất hấp dẫn. Thế thành ra là chúng tôi không cho PNG vào danh sách này, mà chúng tôi cho đại diện ưu tú nhất của lĩnh vực bán lẻ, đó là Thế Giới Di Động. Bên cạnh đó thì một cái ông không phải bán lẻ nhưng mà ăn theo bán lẻ rất mạnh, đó là Viettel Post. Thì đây là một trong doanh nghiệp cũng rất đáng chú ý trong cái xu hướng hiện tại và trong tương lai. Đó là cái xu hướng tiêu dùng online. Thì Viettel Post là một trong doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất. Đó. Và đứng đầu trong cái lĩnh vực bán lẻ chúng ta cần phải chú ý đó là Thế Giới Di Động. Tiếp theo với ngân hàng thì chúng tôi cho rằng đây là một ngành cũng có tốc độ tăng trưởng tuyệt vời và nó thường gấp 2 lần GDP. Vì sao lại gấp 2 lần GDP? Rất đơn giản, có một cái công thức tính gần đúng, đó là tăng trưởng tín dụng thì bằng tăng trưởng GDP cộng với lạm phát. Đó. Thì chúng ta giả định như này, nếu nền kinh tế sản xuất ra 100 kéo chẳng hạn, nếu mà cung tiền tín dụng, tổng cung tiền nó khoảng độ 100 triệu thì suy ra mỗi kéo 1 triệu. Năm sau tăng trưởng GDP 10% chẳng hạn, tức là lượng áo sản xuất ra là 110 triệu. Nếu mà cung tiền là 120 chẳng hạn thì tức là đó, giá mỗi chiếc áo nó gần 1 triệu mốt đấy. Thì lạm phát đâu đó nó khoảng gần 10% và tăng trưởng GDP 10%. Và ở Việt Nam hay các nước trên thế giới muốn phát triển thì đều cần phải có lạm phát. Thì do đó rằng tăng trưởng tín dụng nó phải bao gồm cả tăng trưởng GDP và lạm phát. Ngoài ra còn rất nhiều các thành phần kinh tế ngầm khác mà chúng ta chưa liệt kê vào ngành kinh doanh, nhưng nó vẫn cần tiền để có thể tăng trưởng và phát triển. Ví dụ như là các lĩnh vực ở Trần Duy Hưng chẳng hạn, hay các lĩnh vực buôn lậu, lĩnh vực ma túy, hay một số cái lĩnh vực khác không được quy định là ngành nghề, sẽ không được tính vào GDP. Tuy nhiên nó vẫn lưu thông, nó vẫn cần tiền. Đó. Thì ngoài ra thì ngành ngân hàng là một ngành xương sống của nền kinh tế, rõ ràng là như vậy. Đặc biệt là ở Việt Nam, ngân hàng thương mại rất quan trọng cho các cái doanh nghiệp. Nếu như ở Mỹ thì huy động
từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu khá nhiều, thì ở Việt Nam thì lại ngược lại. Việt Nam cũng giống như các nước châu Âu, đó là phụ thuộc rất nhiều vào tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng. Và trong vài năm tới vẫn thế, vẫn không có gì thay đổi. Thứ hai là tốc độ tăng trưởng của ngành ngân hàng là có tốc độ tăng trưởng rất cao và rất mạnh như tôi vừa nói ở trên. Thứ ba, nó có lợi thế cạnh tranh mạnh và bền vững. Ở chỗ ngành ngân hàng bây giờ gần như không có ngân hàng mới được gia nhập. Chúng ta có thể thấy rất nhiều ngân hàng đã bị mua lại không đồng hoặc sát nhập, tuy nhiên không có ngân hàng mới nào được thành lập cả. Bởi vì cái tiêu chuẩn bây giờ rất là khắt khe để thành lập. Chính vì thế nó bảo vệ các cái sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ở trên thị trường. Ngoài ra, có thể thấy rằng tín dụng mỗi ngân hàng sẽ được ngân hàng nhà nước ấn định một con số nhất định, chứ không phải muốn tăng trưởng bao nhiêu thì tăng trưởng. Do đó không phải là cứ ngân hàng này tự tin rằng tôi mạnh tôi có thể nuốt thị phần được các, không phải vậy, mà mỗi ông đều có phần của mình. Và thứ tư là các ngân hàng không có giới hạn tăng trưởng. Chúng ta có thể thấy rằng ở Mỹ các ngân hàng hiện nay còn vẫn tiếp tục tăng trưởng các, nó lên đến vài trăm tỷ đô vốn hóa cũng có. Thì ở Việt Nam cũng vậy, cách đây 10 năm trước, năm 2010 chẳng hạn, thì rõ ràng Vinamilk là một ông lớn, vô cùng lớn, to hơn Vietcombank hay là Viettin hay BIDV rất nhiều. Tuy nhiên đến nay sau 10 năm thì Vinamilk đã đứng im rồi, nhưng mà Vietcombank lợi nhuận đã gấp 1,8 lần so với Vinamilk rồi. Và chỉ trong vài năm nữa thôi, Vietcombank có quy mô lợi nhuận có thể gấp 3, thậm chí 4, thậm chí nhiều hơn so với Vinamilk. Bởi vì cái ngành này về cơ bản còn tăng trưởng kinh tế, còn lạm phát là còn tăng trưởng của ngành ngân hàng. Nó không sống giống như một số ngành khác, không có sự tăng trưởng đáng kể. Tiếp theo, các ngân hàng cần chú ý, chúng tôi nêu ra 4 đại diện ưu tú nhất trong lĩnh vực ngân hàng. Trong đó, cái ngân hàng trong vẫn thuộc một phần lớn của quốc doanh đó là Vietcombank. Thì đây là gọi là vua của các vua rồi. Thì đó là một ngân hàng tuyệt vời, có thể đầu tư rất dài hạn. Tiếp theo là ba ngân hàng ngoài quốc danh chúng tôi liệt kê ra đây. Đó là Techcombank, ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực công nghệ. Và cũng có thể coi là vị thế của Techcombank là số 1 trong cái khối các ngành ngân hàng ngoài quốc danh. Tiếp theo là MBB, ACB. Thì đây là ba thuộc dạng ba ngân hàng to nhất trong cái ngoài quốc danh và có chất lượng tài sản rất là tốt. Đặc biệt trong lĩnh vực trong 4 ngân hàng này thì ACB và Vietcombank là hai ngân hàng có chất lượng tài sản số 1 và số 2 trên thị trường. Bên cạnh đó, MBB cũng là một ngân hàng có cái lợi thế rất mạnh từ cái tập khách hàng quân đội cũng như các cái tổng công ty lớn của nhà nước. Còn Techcombank thì có lợi thế về lĩnh vực công nghệ rất là mạnh, phát triển rất là năng động. Thì đây là 4 ngân hàng hàng đầu chúng ta cần chú ý. Và lát nữa thì tôi sẽ trao đổi chi tiết từng doanh nghiệp một đối với quý vị, nếu quý vị có cần hiểu sâu hơn. Và ngành thứ ba chúng tôi cho rằng rất phát triển, rất mạnh mẽ, đó là ngành nước sạch. Thì lợi thế cạnh tranh rất mạnh và bền vững trong tương lai. Lợi thế cạnh tranh mạnh và bền vững ở chỗ này, nó độc quyền cấp nước. Nếu có một doanh nghiệp đào đường ống nước đến nhà bạn để bán cho bạn thì chắc chắn không có một doanh nghiệp thứ hai nào được cấp phép đến cạnh tranh với nó cả. Đó là một lợi thế vô cùng mạnh. Tiếp theo là tỷ lệ sử dụng nước sạch ở Việt Nam chưa tới 70% và dư địa tăng trưởng còn rất lớn. Và thứ ba nữa là tỷ lệ nước bình quân đầu người Việt Nam mới là 22 mét khối trên người trên năm, phải nói là một tỷ lệ rất thấp. Thành ra cái xu hướng tăng trưởng nó còn sẽ rất mạnh mẽ. Cũng giống như ngày xưa khi chúng ta tắm thì chúng ta dùng một cái xô sơn 20 lít, chúng ta tắm là xong. Nhưng mà bây giờ dần dần thì người ta dùng vòi hoa sen thì đã nhiều hơn rồi. Và kế đến người ta có thể dùng bồn tắm chẳng hạn. Bồn tắm xong thì người ta lại có nhiều các cái bể bơi gọi là trong nhà chẳng hạn. Thì cái xu hướng tiêu thụ nước sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Hay là ngày xưa chẳng hạn người ta giặt quần áo, người ta giặt rất ít. Giờ đây người ta một ngày có khi giặt mấy bộ quần áo. Thứ tư là giá bán nước còn thấp và tiềm năng tăng trưởng cao và có lộ trình rõ ràng. Rõ ràng như này, nếu nhà bạn sử dụng hết khoảng độ 2 triệu tiền nước điện, nó tăng khoảng 10% lên 2 triệu 2, bạn sẽ cảm thấy rất bức xúc. Tuy nhiên, sử dụng nước sạch thì chúng tôi thống kê cũng như là doanh thu của ngành nước cũng như ngành điện cho thấy sử dụng nước sạch chi phí hiện nay bằng 1/10 so với sử dụng điện thôi. Nếu mà sử dụng điện 2 triệu đồng một tháng thì nước sạch chỉ 200 ngàn đồng một tháng. Do đó cái 200 ngàn chẳng may nếu mà có tăng lên 220 nghìn chúng ta không thấy là gì cả. Thậm chí bây giờ rất nhiều hộ gia đình mới dùng có 30 ngàn, 40 ngàn tiền nước. Đúng không ạ?
Ví dụ như nhà tôi chẳng hạn, nhà tôi cũng sử dụng khoảng 450 ngàn tiền nước một tháng thôi. Thì như vậy nếu nó có tăng 10% thêm 5 ngàn chúng tôi cũng không cảm thấy gì cả. Nhưng mà tiền điện thì lại khác hoàn toàn. Thì đây là một lợi thế tưởng chừng như không có gì, nhưng thực tế nó rất lớn. Nó giúp cho các doanh nghiệp ngành nước có thể tăng giá bán trong lâu dài, mạnh mẽ. Có một ví dụ điển hình trong quá khứ đã mang lại lợi suất rất cao cho cái doanh nghiệp có thể tăng giá này, đó là bút bi Thiên Long chẳng hạn. Chúng ta hoàn toàn không để ý rằng giá bút bi Thiên Long thực ra đã tăng gấp khoảng 4 đến 5 lần trong vòng hơn 10 năm qua. Ngày xưa chỉ chưa đến 1.000 một chiếc mà bây giờ khoảng 3, 4, 5 ngàn một đồng một chiếc. Nó rất có lợi thế tăng trưởng. Mà không ai kêu rằng là bút bi Thiên Long tăng giá mạnh như thế. Đúng không? Tiếp theo, thứ năm, đó là công nghiệp hóa thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ nước rất mạnh. Ở Việt Nam có thể thấy rằng cái tốc độ công nghiệp hóa của nước ta hàng đầu trên thế giới hiện nay. Bên cạnh đó thì Việt Nam thu hút rất nhiều các doanh nghiệp FDI, rồi là từ đó lan tỏa ra đó là các doanh nghiệp vệ tinh, các vendor cung cấp các cái sản phẩm hay là cung cấp các cái nguyên vật liệu cho các cái đối tượng này. Bởi vậy cho nên là nó sẽ tiêu thụ nước tăng trưởng rất mạnh, và đối tượng doanh nghiệp này mới là đối tượng tuyệt vời đối với các doanh nghiệp bán nước. Bởi vì sao? Thứ nhất, họ tiêu thụ với tốc độ, với số lượng rất lớn. Thứ hai, cái tỷ lệ thất thoát đối với doanh nghiệp này rất thấp, không như đào đường ống nước đến các hộ dân. Thứ ba nữa là giá vốn để cấp nước cho đội này rất thấp. Ngoài ra, một yếu tố đặc biệt đó là giá bán cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh này hiện nay cao gấp gần khoảng 2 lần so với hộ cá nhân tiêu dùng. Thực tế cho thấy chúng ta đang được bảo hộ giá nước đấy. Những người dân đấy. Còn các doanh nghiệp thì họ phải chịu với giá nước cao hơn rất nhiều. Và các doanh nghiệp bán nước này rất thích bán nước cho các doanh nghiệp. Đó là những cái yếu tố vô cùng mạnh mẽ để cho thấy ngành nước sạch là một ngành triển vọng rất mạnh, xứng đáng để chúng ta đầu tư dài hạn. Thì các doanh nghiệp tiêu biểu của nước sạch đó là hai công ty có liên quan đến nhau rất mật thiết mà có thanh khoản. Thực ra trên sàn có rất nhiều các doanh nghiệp nước tốt, ví dụ nước Đà Nẵng này nè, VAV ở Hà Nội hay là nước Sông Đà chẳng hạn. Tuy nhiên, chúng đều không có thanh khoản. Và hiện nay có hai đại diện rất ưu tú có thanh khoản rất tốt, đó là Thủ Dầu Một và BWSE, BWE. Thì trong đó Thủ Dầu Một thì nắm tới khoảng gần 40% của BWE, và đây là hai doanh nghiệp tốt hàng đầu Việt Nam. Bởi cái tỉnh Bình Dương là một trong những tỉnh công nghiệp hóa mạnh nhất, có nhiều khu công nghiệp nhất, phát triển mạnh nhất, và hai doanh nghiệp này đang độc quyền ở đây. Tuy nhiên có một yếu tố mà chúng tôi chưa dám chắc chắn lắm, đó là liên quan đến lãnh đạo quản trị doanh nghiệp. Tuy vậy chúng tôi cho rằng một những doanh nghiệp tốt có trả cổ tức khá như thế này thì chúng ta đầu tư dài hạn vẫn rất tuyệt vời với một mức giá hấp dẫn. Đó. Và ngành tiếp theo chúng tôi muốn nói ở đây, ngành thứ tư đó là ngành công nghệ. Thì xu hướng là tất hiếu của xã hội, không cần phải nói nhiều. Và đặc biệt là sau khi Covid-19, cái việc làm việc qua online này được cực kỳ yêu thích, và rõ ràng là cái thúc đẩy công nghệ sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Thì cách mạng 4.0 và xu hướng chuyển đổi số là tất yếu và mạnh mẽ, thì làm cho cái cầu lớn hơn cung rất nhiều trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin này. Có thể thấy qua cái việc thèm khát về nhân sự về lĩnh vực này, và lương trả rất cao và tăng rất mạnh. Thứ hai, trong nước thì chính phủ đang hết sức hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi số từ chính quyền điện tử. Các doanh nghiệp phải lựa chọn thay đổi hay là chết. Thực sự đây là một vấn đề rất là nghiêm túc đối với các doanh nghiệp. Nếu không ứng dụng công nghệ, có thể chết ngay lập tức. Có thể thấy rằng nhờ sức mạnh công nghệ mà có những cái bạn trẻ chúng tôi đã từng gặp, sinh năm 94, 95, 93, thậm chí có cả trăm tỷ trong tay nhờ việc tận dụng tốt các cái xu hướng công nghệ của mạng xã hội vân vân để kinh doanh. Thế do đó là các doanh nghiệp bây giờ cũng vậy thôi. Hay là lĩnh vực chứng khoán chúng tôi đang làm chẳng hạn, thì ví dụ như VN Direct là một công ty cũng hàng đầu về công nghệ, do đi đầu cho nên bây giờ cứ 40% lượng tài khoản mở mới trên thị trường là tập trung vào công ty này, trong khi trên thị trường có 50, 60, 70 công ty chứng khoán cơ. Đó, rất là tuyệt vời. Hay là Techcombank những năm gần đây sở dĩ được vươn lên vị trí dẫn đầu trong các doanh nghiệp, trong các ngân hàng ngoài quốc doanh là bởi vì ứng dụng công nghệ rất là mạnh. Đó. Và tiếp theo, lợi thế cạnh tranh quốc gia của Việt Nam về nguồn nhân lực rất là lớn. Ở chỗ Việt Nam là đất nước chú trọng cho việc học toán, người Việt học toán khá giỏi. Và đây là một trong những điều kiện tiên quyết để có thể phát triển tốt trong cái lĩnh vực công nghệ
Tiếp theo là cơ cấu dân số Việt Nam trẻ phù hợp cho phát triển ngành công nghệ thông tin. Rõ ràng chúng ta thấy rằng các cái coder hay các kỹ sư phần mềm vân vân các thứ thì thực sự họ phải xuất thân từ những cái giới trẻ thì mới đúng hơn. Còn một khi đã cứng tuổi rồi mà để chuyển sang học nó rất là khó khăn, đúng không ạ? Và Việt Nam không có gì khác ngoài vì tuổi trẻ cả. Trung bình dân số Việt Nam hiện nay khoảng 32 đến 33 tuổi, thuộc dạng top các nước trên thế giới có dân số trẻ nhất. Và tiếp theo, chiến lược quốc gia ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực công nghệ thông tin cũng được chú trọng rất nhiều. Thì ở Việt Nam có thể thấy là rất nhiều các trường đại học đã mở các cái khoa về công nghệ thông tin, chính phủ cũng hết sức hỗ trợ điều này. Do đó là cái lưu nguồn lực cung cấp về công nghệ thông tin cũng đang rất mạnh mẽ cho cái sự phát triển của lĩnh vực công nghệ. Và trong cái lĩnh vực công nghệ thì doanh nghiệp nổi bật nhất không ai khác đó là FPT. Đó, và đây cũng là một trong doanh nghiệp chúng tôi nắm rất lâu. Có những lô cổ phiếu của FPT chúng tôi nắm từ năm 2013 và chúng tôi liên tục mua vào trong những năm tiếp theo đó. Và đây gần như là cổ phiếu duy nhất chúng tôi không bán ra cổ phiếu nào, mà chỉ khi sập mạnh, giảm rất mạnh thì chúng tôi vào lại càng rất nhiều. Còn lúc tăng thì chúng tôi không bán ra. Đó. Và tiếp theo, đó là một lĩnh vực vật liệu xây dựng. Thì đây là cái nền tảng cho sự phát triển của kinh tế. Thưa quý vị, đây chính là nền tảng phát triển kinh tế nhỉ. Rõ ràng để một nền kinh tế có thể phát triển mạnh, phát triển tốt thì lĩnh vực cơ sở hạ tầng, xây dựng, vật liệu xây dựng sẽ là những lĩnh vực được ưu tiên phát triển. Cá biệt, ví dụ Trung Quốc sở hữu có thể phát triển mạnh mẽ như hiện nay đó là họ có hạ tầng về giao thông, logistics vân vân của họ hàng đầu thế giới, có thể nói hàng đầu thế giới, không kém gì các nước phát triển nhất trên thế giới. Chỉ riêng một tỉnh của Trung Quốc thôi, số lượng km đường cao tốc đâu đó gấp khoảng 100 lần so với Việt Nam là một điều hết sức bình thường. Thế do đó Việt Nam muốn phát triển thì cũng phải đầu tư rất mạnh trong lĩnh vực này. Đặc biệt trong thời gian vừa qua chúng ta có thể thấy nè, tuyến cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành hay là các cái cụm cảng lớn cũng đã được đầu tư rất là mạnh, rồi là xây dựng liên quan đến khu công nghiệp. Thế do đó là lĩnh vực vật liệu xây dựng sẽ được hưởng lợi rất là tốt. Đó, đây ạ. Đó. Thứ nhất là kinh tế phát triển mạnh. Đó, các lĩnh vực sản xuất của công nghiệp. Đó, tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam vẫn còn rất thấp, 40% năm 2019 so với Trung Quốc là 60%, Hàn Quốc 82%. Tốc độ đô thị hóa của Việt Nam diễn ra nhanh chóng, 2-3% một năm, tức là 40 có thể lên 42-43% ngày năm sau. Nhu cầu xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cao như tôi vừa nói đó, cao tốc Bắc Nam này, sân bay Long Thành này, rồi các tuyến metro. Rồi tiêu thụ bình quân đầu người thép, xi măng, gạch ốp lát chưa bằng 50% so với các nước phát triển, do đó dư địa của nó vẫn còn tăng trưởng rất tốt. Và cái doanh nghiệp tiêu biểu nhất ở đây chúng tôi đề cập đến đó là Hòa Phát. Thì đây là một cổ phiếu thực sự phải nói là rất mạnh mẽ. Nhiều người cho rằng ngành thép là một ngành chu kỳ, chúng tôi cũng đồng ý điều đó. Tuy nhiên ở Việt Nam nó đồng thời cũng là một ngành tăng trưởng, chứ không hẳn là chu kỳ. Tức là vừa có tính chu kỳ nhưng lại vừa có tính tăng trưởng. Thì Hòa Phát với cái lợi thế cạnh tranh vượt trội so với tất cả các đối thủ khác thì sẽ là người được hưởng lợi cuối cùng trong cái lĩnh vực này. Đó. Và các cái doanh ngoài ra chúng tôi cũng đưa ra một số doanh nghiệp khác để quý vị và các bạn có thể pick vào trong 10 cổ phiếu hàng đầu để đầu tư dài hạn. Đó là các doanh nghiệp như về lĩnh vực thực phẩm thì có Vĩnh Hòa. Thì đây là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm Việt Nam, đặc biệt liên quan đến xuất khẩu thủy hải sản thì đây là ngành doanh nghiệp số 1 Việt Nam với các cái tiêu chuẩn rất là cao. Cộng thêm ngoài ra Vĩnh Hòa không những chỉ có các cái sản phẩm về cá tra xuất khẩu mà họ còn nâng cấp, họ còn cao hơn một chút, đó là họ sản xuất được ra những cái collagen rồi gelatin. Collagen thì là trong lĩnh vực làm đẹp cho chị em, đó là làm đẹp da, họ chiết xuất từ da cá có sẵn của mình. Ngoài ra thì gelatin là một cái nguyên liệu cho cái lĩnh vực dược phẩm rất là tốt. Chính vì thế cho nên là đây cũng là một trong những điểm nhấn rất mạnh của Vĩnh Hòa. Chỉ trong vài năm tới nữa thôi, mảng collagen và gelatin hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận khoảng độ 300 đến 500 tỷ một năm, tương đương với một doanh nghiệp thủy sản lớn ở Việt Nam, còn chưa nói đến mảng thủy sản rất tuyệt vời của nó. Bên cạnh đó là chúng tôi cho rằng cổ phiếu RE là một cổ phiếu rất đáng để trân trọng trong dài hạn. Với cái hoạt động kinh doanh rất mạnh trong rất nhiều lĩnh vực của nó, tuy Covid có ảnh hưởng nhưng đó là tôi nghĩ là chỉ ngắn hạn thôi. Còn trong dài hạn rõ ràng nó là có triển vọng rất tốt. RE có lĩnh vực cơ điện lạnh, thì đây là lĩnh vực RE cũng đứng hàng đầu ở Việt Nam, vì cơ điện là số 1 Việt Nam.
Tuy vậy, lĩnh vực này chúng tôi đánh giá không cao bởi tính cạnh tranh vô cùng khốc liệt trong cái lĩnh vực này. Thế do đó là cái lĩnh vực này chúng tôi cho rằng là đi ngang là tốt rồi, thậm chí sẽ giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên nó cũng không chiếm quá nhiều trong cơ cấu lợi nhuận của RE, đâu đó chỉ khoảng 15% thôi. Lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực bất động sản, thì đặc biệt đó là cho thuê văn phòng, thì RE là công ty cho thuê văn phòng lớn nhất Việt Nam rồi. Và họ tiếp tục mở rộng rất mạnh với cái lợi thế là có quỹ đất sẵn, có cái nhà thầu thi công M&E, thậm chí xây dựng. Thế do đó là RE rất có lợi thế trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, cái lĩnh vực mạnh nhất của RE hiện nay đó là cơ sở hạ tầng điện, nước. Nó mang lại lợi nhuận tới khoảng độ hơn 60% cho toàn bộ RE. Thì rõ ràng đây là một doanh nghiệp rất mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Ngoài việc đầu tư vào các doanh nghiệp ở trên sàn như PPC hay là Thủy điện miền Trung ở Vĩnh Sơn, sông Hình, vân vân, sông Ba Hạ, thì RE còn trực tiếp đầu tư các nhà máy điện gió ở Trà Vinh và Cà Mau. Thì đây là một trong những cái doanh nghiệp tổng hợp chúng tôi đánh giá là tốt nhất ở Việt Nam. Tốt nhất ở Việt Nam hiện nay. Và đặc biệt là giá hiện nay của RE là đang thấp hơn so với giá trị sổ sách khá khá. Trong khi ROE một năm của RE có thể đạt 15-20%. Thì rõ ràng rằng với những cái điều kiện như vậy thì RE rất xứng đáng đầu tư dài hạn cùng với các doanh nghiệp trên. Nói tóm lại thì chúng tôi chốt lại 10 cổ phiếu hàng đầu trong dài hạn quý vị có thể lựa chọn trong cái danh mục dưới đây. Đầu tiên là lĩnh vực bán lẻ và liên quan, đó là Thế Giới Di Động, Viettel Post. Thì với Viettel Post thì chúng tôi cho rằng lợi thế cạnh tranh của nó tuy cũng rất mạnh nhưng mà độ chắc chắn thì nó không quá cao. Do đó là giá phải hấp dẫn hơn thì chúng ta mới nên xem xét để nhập vào. Bên cạnh đó PNG cũng là một lựa chọn rất tốt nếu có giá chiết khấu hơn nữa. Thứ hai là trong cái ngân hàng thì chúng ta có thể chọn 1 trong 4 ngân hàng hoặc 2 trong 4 ngân hàng. Chúng ta không nên chọn quá nhiều ngân hàng bởi vì nó vi phạm mất cái tính gọi là đa dạng hóa của chúng ta. Thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn Vietcombank hoặc Techcombank hoặc ACB hoặc MBB, hoặc chúng ta lựa chọn hai ngân hàng trong 4 ngân hàng này. Và thứ ba là lĩnh vực điện nước, nước thì chúng ta nên lựa chọn TDM hoặc BWE, đều là những lựa chọn rất thú vị. Và tiếp theo là FPT, Hòa Phát, Vĩnh Hoàn và RE. Thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn top 10 cổ phiếu hàng đầu để đầu tư dài hạn. Và bây giờ sẽ là phần giải đáp để chúng ta cùng trao đổi với nhau một cách kỹ càng hơn. Xin mời quý vị và các bạn ạ. Bạn Cường Smile có chia sẻ là ngoài Hòa Phát ra thì Hoa Sen có ổn không bạn? Thì thực sự bà nói Hoa Sen cũng là một trong doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đó là nó đứng đầu trong lĩnh vực tôn. Tuy vậy chúng tôi không đánh giá quá cao Hoa Sen bởi lẽ một số yếu tố sau. Một là Hoa Sen sử dụng đòn bẩy quá là lớn, tỷ lệ nợ vay rất là lớn và tương đối rủi ro nếu có sự biến động về lãi suất. Thứ hai nữa là Hoa Sen ấy, về cơ bản tuy nó có hệ thống mạng lưới rất tuyệt vời của mình nhưng về nguyên vật liệu ấy, nó vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu như trước kia. Đó là nó phải nhập khẩu thép cán nóng về để họ cán nguội ra thành tôn. Thì rõ ràng là khi Hòa Phát dấn thân mạnh vào cái lĩnh vực tôn này thì rõ ràng lợi thế của Hòa Phát nó còn mạnh hơn rất nhiều. Ngoài ra cái lĩnh vực, cái sự cạnh tranh trong cái lĩnh vực này đang rất mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực tôn này. Thì do đó là chúng tôi chỉ pick cái doanh nghiệp số 1 của ngành này, đó là Hòa Phát mà thôi, chứ chúng tôi không mở rộng hơn, không mở rộng hơn. Và quý vị và các bạn có thể nhìn rõ vào biểu đồ giá của Hoa Sen quả chẳng hạn. Nó có thể lên đến 40-50 ngàn nhưng nó cũng có thể xuống dưới 10 ngàn ngay. Rất nguy hiểm. Nó không phù hợp quá nhiều so với đầu tư dài hạn. Bạn Mậu Trí có hỏi là dài hạn thì có cần rành phân tích kỹ thuật không ạ? Thì theo chúng tôi là dài hạn thì không cần liên quan đến phân tích kỹ thuật lắm. Đó, không cần ạ. Đó, và đặc biệt là đối với chúng tôi, khi chúng tôi nghiên cứu rất sâu về cơ bản thì điểm mua của chúng tôi cũng là điểm mua về cơ bản, điểm mua theo định giá, chứ chúng tôi không dựa vào phân tích kỹ thuật. Với cái việc đầu tư 3 đến 5 năm thì phân tích kỹ thuật về cơ bản không đóng góp nhiều trong cái quyết định của một nhà đầu tư. Chào bạn Thủy Phạm. Vâng ạ, bạn Thủy Phạm có hỏi về Masan và Gap và Digua như nào. Thứ nhất là về Masan thì có thể nói rằng đây là một doanh nghiệp, nếu xét riêng lĩnh vực hàng tiêu dùng, nó là số 1
thuộc dạng số 1, số 2 Việt Nam rất tốt. Tuy vậy mà Masan ấy còn phải gánh thêm rất nhiều các cái mảng không hiệu quả. Hiệu quả nhất của Masan như chúng ta biết đó hàng tiêu dùng, nước mắm Chinsu, tương ớt, mì tôm, omachi, rồi rất nhiều các thứ khác hàng đầu. Bên cạnh đó nó cũng sở hữu gần 20% cổ phiếu Techcombank cũng là rất tốt. Tuy vậy thì Masan cũng có rất nhiều những cái mảng không phát triển được. Ví dụ như các cái mảng về thức ăn chăn nuôi, khi mua lại Pro Con Cò thì nó đã là ở đỉnh của cái sự phát triển rồi. Do đó là cũng không thể phát triển mạnh cái này. Bên cạnh đó thì Masan thì cũng bị xa lầy ở hai cái, ở một cái mảng từ rất lâu rồi, đó là mảng khoáng sản, đó là mỏ Masan ở trên Thái Nguyên đấy. Thì mỏ này Masan đã nhận lại của DC cách đây gần chục năm, tuy nhiên nó không mang lại một hiệu quả nào cả, trong khi chi phí đầu tư cho nó rất lớn, phải nói rất lớn, lên đến cả chục ngàn tỷ, nhưng hiệu quả thì không thấy đâu. Bên cạnh đó thì đợt rồi Masan vừa mới nhận cái chuỗi Vinmart cộng của Vincom, Vinmart và Vinmart cộng, thì cái chuỗi này để mà có lợi nhuận được thì chúng tôi cho rằng còn rất lâu nữa, trong khi cái chi phí để có thể sát nhập được cái chuỗi này vào rất lớn cho Masan. Đó, thì đây nó sẽ làm cho Masan lợi nhuận sẽ rất thấp trong những năm tới, thậm chí là chỉ đạt độ 1 đến 2 ngàn tỷ một năm, và thậm chí có thể còn về không cơ. Thế do đó là chúng tôi không thực sự đánh giá quá cao Masan trong cái việc đầu tư 3 đến 5 năm tới. Tiếp theo là cổ phiếu GAT như bạn có trao đổi. Thì cổ phiếu GAT là một cổ phiếu độc quyền trong cái lĩnh vực GAT ở Việt Nam. Phải nói là độc quyền. Độc quyền. Nhưng mà lợi nhuận của GAT thì nó đến từ hai phần. Phần thứ nhất là nó bán lẻ và nó ăn chênh. Tất nhiên cả bán buôn nữa, nó ăn chênh. Nó là phân phối và nó ăn chênh. Thì phần này chúng tôi đánh giá rất ổn định. Tuy nhiên ở cái phần thứ hai, đó là phần liên quan đến thượng nguồn, đó là gas cũng đầu tư vào các cái mỏ khí để khai thác. Thì rõ ràng các cái mỏ khí gần với trữ lượng cao, chất lượng tốt và chi phí thấp của gas bây giờ đang gần cạn. Và gas hiện nay thực sự mà nói thì đang phải đầu tư các cái mỏ khí rất là xa. Chính vì thế cho nên cái lợi nhuận từ cái mảng thượng nguồn này sẽ đóng góp cho gas sẽ không khả quan cho lắm trong tương lai. Và rõ ràng có thể thấy rằng cái việc tiêu thụ gas hiện nay ở Việt Nam tuy có tăng trưởng nhưng mà nó không đáng kể nữa. Bởi vậy cho nên kỳ vọng về một sự tăng trưởng mạnh đối với gas là rất khó. Còn nếu bạn vẫn yêu thích gas đầu tư dài hạn thì chúng tôi cho rằng bao giờ giá cổ phiếu gas về đến mức gọi là lấy cổ tức chia cho gas, giá nó khoảng 7-8% đổ lên thì lúc đó hãy tham gia. Còn về DigiWorld thì đây là một doanh nghiệp ngày xưa cũng rất nổi tiếng với lĩnh vực phân phối, bán buôn các thiết bị điện tử. Tuy nhiên cái lĩnh vực phân phối này hiện trong 5 năm trở lại đây khá yếu do sự nổi lên của các cái thương hiệu bán lẻ như Thế Giới Di Động hay FPT Shop. Họ bán lẻ nhưng họ còn có quy mô rất nhiều lần tay bán buôn cơ. Do đó là họ thường làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp luôn. Còn DigiWorld thì tất nhiên họ có một số cái mảng mới và hiện nay đóng góp lợi nhuận tương đối tốt. Tuy nhiên về ngắn hạn thì chúng tôi đánh giá DigiWorld là tương đối hấp dẫn. Còn về dài hạn thì rõ ràng là chúng tôi chưa có đủ cơ sở để tin rằng là DigiWorld có thể tiến xa, tiến nhanh trong tương lai. Đó, tiến xa, tiến nhanh trong tương lai. Bạn Huy có cho biết là dài hạn VGI, CTR kiếm siêu lợi nhuận 15 x 10 vốn. Nếu được thế thì chúc mừng bạn, tốt quá. Nhưng mà VGI tôi cũng xin báo với bạn biết là giá vốn hiện nay, vốn hóa hiện nay của VGI khoảng 90 ngàn tỷ. Thì doanh thu khoảng 16-17 ngàn tỷ, trong khi VGI các thị về cơ bản đa phần các thị trường trên thế giới nó không tăng trưởng nữa. Chỉ có Myanmar là còn có thể tăng trưởng khá mà thôi. Tuy nhiên Myanmar thì cũng phải chia sẻ với rất nhiều các đối tác khác. Và Viettel chỉ được một nửa của một cái công ty trong 3-4 công ty hàng đầu cung cấp ở Myanmar mà thôi. Thế bao giờ cho VGI có thể đạt 9.000 lợi nhuận một năm? Điều này là rất khó khăn. Còn trừ khi là nếu mà trả PE khoảng 1-200 lần thì chúng tôi nghĩ là có thể x10 tài khoản được. Ôi, bạn Jenny Nguyễn thì hỏi nhiều quá. PLX, đúng rồi, đây là một cổ phiếu chúng tôi cũng có ý định cho vào top những cái cổ phiếu dài hạn này. Nhưng mà vừa rồi là chúng tôi là chưa kịp cho. Thì cảm ơn sự bổ sung của bạn, vì PLX là một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh cực mạnh.
ta có thể nói là độc quyền trong cái lĩnh vực phân phối xăng ở Việt Nam với chiếm 50% thị phần. Rõ ràng PLX là gần như không gặp phải sự cạnh tranh nào cả. Bởi vì sao? Quy định ở Việt Nam rất rõ, để mở một cây xăng thì phải có diện, bây giờ từ bây giờ đổ đi, diện tích phải vô cùng lớn, chạy cách xa khu dân cư và cách xa các cái cây xăng khác khoảng bao nhiêu km, và đặc biệt nó phải nằm trong quy hoạch. Thế do đó là những cái vị trí đẹp nhất ở Việt Nam cơ bản có trong tay PLX rồi, và PLX là một doanh nghiệp tuyệt vời để chúng ta có thể đầu tư dài hạn. Tiếp theo, cổ phiếu Bình Minh thì rõ ràng Bình Minh cũng là một cổ phiếu số 1. Chúng tôi không cho rằng là nhựa Tiền Phong là số 1, mà Bình Minh mới là số 1 trong lĩnh vực nhựa xây dựng. Và rõ ràng là trong cái lĩnh vực vật liệu xây dựng đang lên ở Việt Nam thì ngành nhựa cũng là một ngành được hưởng lợi tốt. Tuy vậy, cái ngành nhựa này có cái sự cạnh tranh rất mạnh từ các cái đối thủ khác. Chính vì thế, có thể thấy rằng Bình Minh chúng tôi cho rằng là tăng trưởng tương lai sẽ không còn nhiều nữa đâu. Nhưng mà cổ tức nó rất tốt. Chúng ta có thể mua Bình Minh khi giá chiết khấu về mức cổ tức khoảng 4.000 đến 4.500 chẳng hạn, thì giá về mức dưới 40 này chúng tôi cho rằng là một cơ hội khá hấp dẫn. Cổ phiếu Pau là một cổ phiếu rất tốt cho lĩnh vực điện, với cái tổng cái cung điện cho thị trường Việt Nam nó khoảng gần 10%, và nó vẫn còn đang phát triển một số dự án khác. Tuy vậy, trong cổ phiếu Pau này thì nó có rất nhiều các cái đơn vị đã không còn tăng trưởng nữa. Ngoài những đơn vị hiệu quả như NT2 ra, còn rất nhiều các cái đơn vị không hiệu quả, thậm chí thua lỗ. Bởi vậy Pau sẽ với cái mô hình gọi là holding của mình, rõ ràng là sự tăng trưởng sẽ rất chậm. Thêm vào đó nữa là dòng tiền của Pau về so với tập đoàn mẹ, mà chúng ta rõ ràng mua Pau là mua cổ phiếu của tập đoàn mẹ, thì sẽ rất hạn chế do cái mô hình holding. Bởi vì sao? Ví dụ như là lợi nhuận Pau có thể ghi khoảng hơn 2.000 tỷ, nhưng mà cổ tức của các cái công ty con ấy đẩy về cho công ty mẹ thì nó lại không quá nhiều. Quý vị có thể xem cái này ở trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của riêng công ty mẹ thì sẽ thấy rất rõ. Còn về định giá của Pau, chúng tôi cho rằng với mức giá khoảng 10 này là phù hợp so với triển vọng của nó rồi. Còn để chúng ta muốn có lợi nhuận cao, tất nhiên phải giá cao hơn, thấp hơn. Tiếp theo, PVS trong lĩnh vực dầu khí, rõ ràng đây là một lĩnh vực rất khó đoán. Giá dầu thì trong tương lai rất khó có thể tăng trưởng rất là mạnh. Do đó, PVS thì chúng tôi cho rằng là một cổ phiếu nó phù hợp hơn với việc chúng ta đánh nhanh, thắng nhanh, đúng không ạ? Đánh theo giá dầu, đánh theo tin tức một cách nhanh chóng. Chứ còn đầu tư dài hạn thì chúng tôi nghĩ là không nên. Đó, bởi vì cái sự biến động của PVS rất là lớn và rất khó cho nhà đầu tư dài hạn. Bạn Jacky Bùi à, 10 mã này anh có thể nói cụ thể về định giá được không? Thì bạn vui lòng nói cụ thể những cái nào thì mình sẽ cùng trao đổi. Ok ạ. Mậu Chí bảo tháng 5 có 5 triệu hay 5 tỷ đây thì nên chọn mấy mã. Thực sự mà nói, chúng tôi cho rằng với một nhà đầu tư nếu nhỏ thì chúng ta phân bổ làm 3 cổ. Còn nếu to hơn chúng ta phân bổ là 5 cổ. Còn nếu rất to, quy mô lên đến chục tỷ đổ lên thì chúng ta lên phân bổ là 10 cổ. Và tuy nhiên, tổng số lượng cổ phiếu chúng ta phân bổ thường không nên quá nhiều, không nên đến 15 cổ. Hãy thấp hơn một chút. Và phân bổ bao nhiêu phụ thuộc vào ba vấn đề sau. Một, quy mô vốn. Hai, đó là khả năng hiểu biết của bạn về những cổ phiếu đó. Và đặc biệt thứ ba, đó là khả năng quản trị dòng vốn, quản trị danh mục của bạn có tốt hay không, thì bạn có thể phân bổ như thế nào cho nó phù hợp. Tiếp theo, bạn Mason Mark thì có hỏi rằng đánh giá sao về VCS, đầu ngành vật liệu xây dựng. Về PLX thì chúng tôi đã trả lời ở phía trên. Chúng tôi rất là yêu thích PLX và PLX xứng đáng có trong cái danh mục đầu tư dài hạn của mình. Và chúng tôi cũng làm một cái clip về PLX ở trên kênh YouTube Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam. Mời bạn vào đó theo dõi. Và VCS thì chúng tôi cho rằng đây là một cổ phiếu rất tốt. Tuy vậy, có một vấn đề ở chỗ này như này. Nó phụ thuộc, nó tới có tới hơn 90% doanh thu phụ thuộc vào xuất khẩu. Trong đó có Mỹ là chủ yếu, bên cạnh đó là châu Âu. Thành ra vấn đề liên quan đến chiến tranh thương mại hay là bảo hộ sản xuất trong nước thì chúng tôi có hơi một chút gọi là không chắc chắn trong cái việc đánh giá VicoStone. Ngoài ra, VicoStone rõ ràng là một cổ phiếu chúng ta nhìn thấy một trong 5 cổ phiếu sinh lời lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam từ khi thành lập. ROE rất cao, cổ tức cũng rất cao, rất hấp dẫn đến nhà đầu tư cá nhân.
Tuy vậy trong dài hạn cái vấn đề liên quan đến quản trị công ty thì chúng tôi chưa được chắc chắn cho lắm. Bởi lẽ Vicostone tới 90%+ là phụ thuộc vào cổ đông Fenanca, và Fenanca thì là do anh chủ tịch Hồ Xuân Năng thì anh ấy đang điều phối nắm giữ. Thế do đó là chúng tôi cũng không dám chắc điều gì cả. Bên cạnh đó, qua các cái buộc họp đại hội đồng cổ đông thì rõ ràng đối với các cái cổ đông thì chúng tôi cảm thấy là chưa thực sự là hài lòng, hay nói cách khác là 100% về cái trả lời hay các cái trao đổi đó. Thế thành ra là chúng tôi xét về Vicostone ở trong danh sách chờ. Tuy nhiên rõ ràng cổ phiếu này rất tốt, chúng tôi phải khẳng định lại một lần nữa. Bạn Nguyễn Hưng có hỏi Masan thì mình trả lời ở phía trước nhé. Lát bạn xem lại cái nội dung trao đổi này, hoặc là bạn có thể lên cái kênh YouTube chứng khoán TV gạch ngang AZFIN Việt Nam, chứng khoán TV nhé, gạch ngang AZFIN Việt Nam. Ok, bạn Trịnh Tuấn Minh, anh có định giá mua hợp lý tại khung thời điểm này với MWG, Hòa Phát và TDM là bao nhiêu không? Thì với định giá thì chúng tôi cho rằng ba cổ phiếu bạn đưa ra thì có MWG và TDM, chúng tôi cho rằng định giá đang rất hấp dẫn. Còn Hòa Phát, nếu bạn đầu tư dài hạn thì chúng tôi nghĩ rằng bạn nên có thể chờ thêm. Và bao giờ cổ phiếu này điều chỉnh rất mạnh thì chúng ta nên mạnh mẽ mà mua vào. Còn việc nó có điều chỉnh hay không thì chúng tôi cũng không dám chắc. Tuy vậy, chúng tôi kỳ vọng rằng là trong thời gian tới có thể Hòa Phát sẽ điều chỉnh mạnh để chúng ta có vào được. Đó, thì cổ phiếu Hòa Phát nếu đầu tư dài hạn chúng ta cứ bình tĩnh đi, đợi bao giờ giá hợp lý thì chúng ta mua. Đúng không? Bạn Nguyễn Hải có đánh giá sao về Bit? Bit này cũng là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Tuy vậy có thể nhận thấy như này, Bit vẫn tồn đọng rất nhiều nợ xấu từ trước nay chưa giải quyết được, khẳng định là như vậy. Và cái hệ thống của Bit ấy, nó không đơn giản giống như một doanh nghiệp tư nhân, một ngân hàng tư nhân. Đó là lãnh đạo, chủ tịch và tổng giám đốc quyết liệt giải quyết một phát là hệ thống từ đầu đến cuối trơn tru. Đối với những cái tập đoàn lớn của nhà nước ấy, nó hoạt động theo hệ thống từ rất xa xưa đến nay rồi. Đó. Thế do đó là cái việc chuyển biến của Bit phải đợi một thời gian rất dài. Chúng tôi được biết rằng Hana khi vào hội đồng quản trị của Bit trở thành cổ đông lớn thì họ Hana ấy, họ đã chiếm hẳn một tầng của cái tòa tháp Bit rồi. Và họ làm việc rất quyết liệt. Thậm chí họ còn đưa người tham gia còn từng bộ phận, thậm chí họ còn dúng đến tận các chi nhánh để họ hỗ trợ Bit cho phát triển rất mạnh. Thì nếu mà chuyện này thành công thì chúng tôi cho rằng Bit cũng là một ngân hàng rất đáng đầu tư trong dài hạn. Tuy vậy, với việc Bit, với việc chọn các ngân hàng để đầu tư dài hạn một cách chắc chắn hơn thì chúng tôi nghiêng về Vietcombank, Techcombank, ACB và MBB nhiều hơn. Còn Bit thì nó liên quan đến, nó có cái sự liên quan đến gọi là chắc chắn thì chúng tôi chưa được chắc chắn. Do đó là chúng tôi lựa chọn bốn cái mã ngân hàng kia để đánh giá. Phong có trao đổi là đánh giá kỹ hơn về BWE đúng không ạ? Rõ ràng BWE là một doanh nghiệp độc quyền về phân phối nước ở tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó thì họ cũng có các nhà máy sản xuất nước rất tốt. Ngoài ra rõ ràng BWE còn có một cái lĩnh vực rất triển vọng trong dài hạn nữa. Đó là lĩnh vực xử lý rác thải. Xử lý rác thải. Tôi xin lưu ý là xử lý rác thải của họ rất tốt. Thì đây chính là một cái ngành có xu hướng rất mạnh trong tương lai. Và BWE thì đang được định giá rất thấp với PE đâu đó khoảng độ 5 đến 6 lần. Hơn 6 lần một chút thôi, cổ tức thì cũng tương đối ok. Thì đây là một doanh nghiệp rất tốt về mặt cơ bản. Tuy vậy về mặt quản trị thì chúng tôi chưa có nhiều thông tin để confirm chắc chắn rằng quản trị nó rất tốt để cổ đông có thể được hưởng lợi một cách lâu dài. Nhưng rõ ràng nếu đầu tư dài hạn với triển vọng như vậy thì chúng tôi cho rằng xứng đáng có thể phân bổ một phần cho nó. Vâng, có bạn Đảng Trần có đánh giá sao về tỷ lệ nợ vay của Hòa Phát? Thì thực sự chúng tôi có một cái clip về đánh giá về tỷ lệ nợ vay của Hòa Phát ở trên kênh chứng khoán TV gạch ngang AZFIN Việt Nam. Thì chúng tôi nói rất rõ ở trong đó từ cách đây 6-7 tháng trước cơ. Tỷ lệ nợ vay Hòa Phát rất thấp, không vấn đề gì cả. Cho dù Hòa Phát mở rộng dự án Dung Quất với quy mô to gấp 2 lần so với công suất tất cả các cái dự án về thép trước của Hòa Phát, nhưng mà tỷ lệ nợ vay của Hòa Phát chỉ khoảng độ hơn 70% so với vốn chủ sở hữu. Thì đây là một tỷ lệ quá thấp đối với một doanh nghiệp phát triển mạnh. Và rõ ràng là chúng ta cần phải nhìn vào cả con số tương đối chứ không nhìn vào là Hòa Phát vay 37.000 tỷ, 40.000 tỷ là cao. Không hề.
chúng ta phải nhìn vào quy mô của doanh nghiệp như thế nào, xem tỷ lệ vay thì có xứng đáng không. Bên cạnh đó, bạn phải chú ý đặc biệt đến vấn đề liên quan đến Hòa Phát có làm ra tiền hay không, để có thể trả nợ một cách tốt hay không. Thì một năm, từ dòng tiền hoạt động kinh doanh và khấu hao trong một năm trong tương lai, thì chúng tôi cho rằng Hòa Phát có thể hoàn toàn đạt khoảng 17-18 ngàn tỷ. Như vậy, cái việc là trả lãi vay mỗi năm khoảng độ 3-4 ngàn tỷ nó rất dễ với Hòa Phát. Còn nhiều bạn bảo là 40 ngàn tỷ mà lại chia làm 5 năm thì hay 4 năm mỗi năm 10 ngàn tỷ thì Hòa Phát trả ra được. Xin thưa với bạn, kể cả có chia làm 5 năm thì mỗi năm 8 ngàn tỷ, lãi khoảng 3-4 ngàn tỷ, hơn 10 ngàn tỷ Hòa Phát vẫn hoàn toàn trả được, là thứ nhất. Tuy nhiên cái vấn đề ở chỗ này như này, Hòa Phát theo bạn có cần thiết phải giảm nợ về không không? Rõ ràng vốn chủ Hòa Phát bây giờ hơn 50 ngàn tỷ và hàng năm nó lợi nhuận cả chục ngàn tỷ. Nếu nó chia một nửa cổ tức đi chăng nữa thì mỗi năm nó cũng tăng được 5 ngàn tỷ vốn chủ. Chỉ 3-4 năm sau thôi, vốn chủ lên đến 70 ngàn tỷ, quy mô sản xuất vô cùng lớn. Thì Hòa Phát có phải là cần thiết giảm nợ vay từ 40 ngàn tỷ về không không? Đấy là một điều không thể. Chúng ta phân tích Hòa Phát phải phân tích ở cả dạng động, chứ không phải chỉ hà ở dạng tĩnh mà thôi. Nhiều bạn cứ nói đến con số mấy chục ngàn tỷ kinh. Nhưng mà chúng ta, như tôi đã nói, phải so với vốn chủ xem nó lớn không, xem dòng tiền nó có hiệu quả không, lợi nhuận nó có không để nó trả. Và đặc biệt là không phải chúng ta phải trả tất nợ về không. Các doanh nghiệp họ vẫn duy trì tỷ lệ nợ để họ hoạt động, đòn bẩy là chuyện rất sức bình thường, đúng không ạ? Đó, thì đây là một cách sử dụng chi phí vốn giá rất rẻ của họ. Thay vì cứ phải phát hành cổ phiếu dùng vốn chủ sở hữu với cái lợi suất yêu cầu đối với ngành thép khoảng 15%, thì họ có thể hoàn toàn vay nợ với lãi suất có 5%, 7%, 8%, 9%. Tại sao họ không vay? Và việc gì họ phải trả vay không? Đúng không ạ? Đó là trao đổi bạn về Hòa Phát. Còn bạn muốn theo dõi cụ thể hơn thì bạn hãy lên cái kênh YouTube chứng khoán TV gạch ngang AZFIN Việt Nam, có clip đánh giá rất chi tiết, rất kỹ cho bạn. Đó. Còn bạn Nguyễn Hưng lại hỏi Masan, đúng không ạ? Masan thì mình đã trả lời ở phía trước rồi, bạn vui lòng soi lại nhé. Ngoài ra thì mình cũng gọi là đánh giá thêm một chút cho bạn như này. Thứ nhất là Masan có ngành rất tốt là ngành hàng tiêu dùng. Nước mắm chin su, tương ớt chin su, nước khoáng Vĩnh Hảo, rồi là mì tôm Omachi, rồi đủ thứ rất tốt trong cái Masan Consumer. Tuy vậy Masan có một cái chỗ xa lầy rất lớn, đó là mỏ Masan Resort núi Pháo ở trên Thái Nguyên. Mỏ này đầu tư cả chục ngàn tỷ nhưng mà gần chục năm qua có mang lại hiệu quả đáng kể đâu. Lợi suất nó không được 1-2% so với vốn bỏ ra đầu tư ấy. Thế thành ra cái này nó rất kém hiệu quả. Bên cạnh đó thì Masan mua rất nhiều các doanh nghiệp đúng vào cái đỉnh sự phát triển, ví dụ mua cá một pro con cò, hay thậm chí mua cổ phần của Vitsan và cuối cùng không thành công, mua giá rất cao. Thế thành ra Masan mới quay sang làm Masan Midline, đúng không ạ, để làm thịt sạch để bán. Tuy vậy chúng tôi đánh giá rằng triển vọng Masan Midline có thể khá tốt, nhưng mà với cái giá bán của họ rất là cao so với các cái hãng khác như CP các thứ, thì cho dù họ có giải thích là họ làm thịt mát thì nó tốt hơn, nhưng mà cũng rất khó cho chúng ta ở trong tương lai ạ. Đó, bên cạnh đó thì Masan vừa mới nhận cái thằng Vinmart và Minbat cộng, thì trước mắt ít nhất 3-4 năm tới là gánh mỗi năm lỗ vài ngàn tỷ đã. Bạn Lê Vũ Anh có đánh giá, anh Vê Lũ Anh có đánh giá về VIX và VHM trong dài hạn, đúng không ạ? Rõ ràng VIX là một cổ phiếu rất khó đánh giá. Riêng VHM thì đây là một doanh nghiệp bất động sản số 1 của Đông Nam Á, chứ không phải số 1 Việt Nam nữa. Rất tuyệt vời. Tuy vậy, VHM là con của VIX, do đó việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông hay không, hay là book lợi nhuận như thế nào, ghi nhận ra sao thì do VIX toàn quyền quyết định. Hơn nữa là tập đoàn Vingroup thì hiện nay họ đang có các hai mảng kinh doanh mới, đó là VinFast, VinSmart. Hai cái này VinFast, đặc biệt VinFast đang lỗ rất lớn, mỗi nănăm Bắc Vượng có dự kiến là lỗ khoảng 10-15 ngàn tỷ. Thế do đó này hoàn toàn Vin có thể điều chuyển lợi nhuận từ VinHome sang VinFast bằng một cách nào đó. Và rõ ràng cái tập đoàn Vingroup này rất khó phân tích đánh giá. Chúng tôi không phân tích đánh giá. Đặc biệt liên quan đến nếu VIX thì chúng ta đánh giá kỹ như này. Chỉ có mảng bất động sản của họ hiệu quả, còn lại tôi chưa thấy một mảng nào của họ có lãi cả. Bạn Nam có hỏi về cổ phiếu RE thì rõ ràng đây là một doanh nghiệp tổng hợp, nói về sự bốc đầu của nó sẽ rất khó. Và đặc biệt trong 2020-2021 chúng tôi nghĩ RE sẽ đi ngang, bởi vì đây là giai đoạn đầu tư rất mạnh của nó, chưa mang lại nhiều lợi nhuận. Ngoài ra Covid-19 cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến RE. Tuy vậy từ 2022 đổ đi, chúng tôi nghĩ rằng khi Vĩnh Sơn, Sông Hinh
có cái nhà máy thượng Kon Tum phát triển tốt này. Ngoài ra các cái dự án điện gió của nó đi vào hoạt động ổn định. Bên cạnh đó là các cái dự án bất động sản xây để cho thuê của nó tốt, thì chúng tôi cho rằng 2021, 2022 có thể là điểm rơi lợi nhuận của RE và cũng là như là giá cổ phiếu có thể tăng trưởng rất tốt vào giai đoạn đó. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì chúng ta không thể kỳ vọng cổ phiếu này tăng nhanh được. Bạn Cường Smile thắc mắc là PLX hiện vẫn đang đi ngang vì sao vậy? Cái điều này thì rất khó giải thích ạ. Trong dài hạn thì chúng tôi đánh giá đó là một cổ phiếu rất tốt. Còn rõ ràng là trong ngắn hạn thì nó sẽ lên xuống một cách khá là bất thường. Đặc biệt là Covid-19 vừa rồi làm quý 1 của PLX lỗ rất đậm. Thì do đó là cái việc là PLX đi ngang là một chuyện hết sức bình thường. Và chúng ta lưu ý rằng nếu đầu tư dài hạn đó là kỳ vọng lợi nhuận khoảng 10%, 15%. Nếu ai cực kỳ tinh quái và gọi là đỉnh cao thì đó là kỳ vọng 20, 25% một năm. Do chính vì thế cho nên chúng ta phải nhìn quá trình cả vài năm thì chúng ta mới biết nó như thế nào. Còn cái việc trong sideways trong vài hôm đấy là chuyện hết sức bình thường. Chúng ta không nên quan tâm đến chuyện đó nhiều. Đó. Còn chúng ta lại kỳ vọng vài hôm hay 1-2 tháng nó tăng 3, 4, 50% thì đó là điều không thể rồi. Đúng không ạ? Đối đầu tư dài hạn nó là như vậy. HVN có nên đầu tư dài hạn không? Tỷ trọng của ủy ban chiếm 90% đúng không ạ? Đúng không ạ? Xin thưa các bạn là HVN thì có lâu với lời có lợi nhuận cơ ạ. Rõ ràng là ngành hàng không vừa rồi bị ảnh hưởng cực kỳ nặng nề bởi Covid-19. Thậm chí nếu mà nhà nước không cứu thì hoàn toàn các doanh nghiệp này có thể phá sản cơ. Và để nó hồi phục lại như ban đầu ấy thì chúng tôi cho rằng ít nhất phải mất 3 năm. Bởi vì sao? Bạn có thể thấy bây giờ hết Covid rồi. Mọi người đi lại cũng bây giờ cũng nhiều hơn rồi, nhưng mà giá vé có tăng còn lâu mới tăng là thứ nhất. Thứ hai là các chi phí liên quan phòng dịch của HVN vẫn còn rất lớn. Bên cạnh đó thứ ba nữa là các cái tuyến bay quốc tế của HVN đã không được khai thác, còn lâu mới được khai thác. Đó. Và rõ ràng là để ngành hàng không trở lại như trước khủng hoảng ít nhất cũng phải mất 2-3 năm nữa này, đúng không ạ? Và rõ ràng là chỉ trong năm 2020 này lợi nhuận của HVN mất tương đương với tất cả trong lịch sử của nó làm ra. Thậm chí từ lúc nó sinh ra đến bây giờ số lượng lợi nhuận không đủ bù cho một năm 2020 lỗ. Xin thưa bạn như vậy. Thế do đó là HVN rõ ràng là có sự rủi ro rất lớn ở đây. Rất lớn đây. Còn chúng tôi không biết là trong ngắn hạn các bạn có thể đầu tư nó như thế nào. Thì các bạn dựa vào các chỉ báo kỹ thuật hay là dựa vào các thuyết âm mưu. Cũng như bạn nói là 90% là nằm trong tay Ủy ban quản lý vốn nhà nước đúng không ạ? Thì đấy là rõ ràng nó không liên quan đến cơ bản doanh nghiệp cả. Mà nó liên quan đến catalyst, đến game nhiều hơn, đến thuyết đầu cơ âm mưu nhiều hơn. Ok, Việt Anh có hỏi cơ điện theo chu kỳ không ạ? Rõ ràng là cơ điện là có theo chu kỳ, theo liên quan đến xây dựng bất động sản. Cơ điện nó phụ thuộc vào cái đó rất nhiều. Đó là các tòa nhà lớn hay là các cái trung tâm thương mại lớn hay là các cái sân bay các thứ thì họ sử dụng cơ điện. Liên Việt và BSR đúng không ạ? Thì rõ ràng BSR là một doanh nghiệp chúng tôi đánh giá không cao. Tôi nói thẳng luôn là như vậy. Bởi vì thứ nhất là công nghệ, các bạn có thể thấy công nghệ của BSR là công nghệ thuộc dạng vô cùng cũ rích. Điều này minh chứng rất rõ, bạn có thể đọc về BSR thấy rằng gần như năm nào BSR cũng phải duy tu bảo trì bảo dưỡng rất nhiều, thậm chí vài tháng đại tu rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì máy móc của nó rất tệ hại đó. Bên cạnh đó chúng tôi nghi ngờ rằng trong quá trình đầu tư của BSR vốn đã bị đội lên rất nhiều. Chính vì thế hiệu quả BR rất kém. Nếu mà cho một tập đoàn tư nhân mà đầu tư một nhà máy lọc dầu thì chúng tôi nghĩ là sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Đó. Còn BR để mà hòa vốn hoặc có lãi cao thì điều đó, để có lãi cao điều đó gần như là một điều không thể. Vô cùng khó khăn để có thể lãi cao. Đó. Thế do đó là không có kỳ vọng nhiều về cái việc tăng trưởng mạnh trong tương lai. Còn Liên Việt Postbank thì đó là một ngân hàng top dưới thì chúng tôi không đánh giá. Tốt dưới thì về nợ xấu, về rất nhiều các vấn đề khác thì chúng tôi không đánh giá. Bé Hằng có hỏi FPT có vẻ không ổn lắm ạ. Về ngắn hạn thì chúng tôi cho rằng định giá FPT rõ ràng là về cái mức định giá tương đối cao trong lịch sử của nó. Và so với các cổ phiếu khác cũng thế, FPT có giá tương đối cao. Tuy vậy nếu trong dài hạn chúng ta xét trong dài hạn thì đây vẫn là một doanh nghiệp phát triển rất mạnh mẽ, có nền tảng cực kỳ vững chắc. Và đặc biệt nó phát triển nó không thâm dụng vốn nhiều. Thế do đó rằng là FPT ấy,
nó có thể vừa tăng trưởng mạnh vừa trả cổ tức bằng tiền một cách rất là tốt cho quý vị và các bạn. Và chúng ta nên mua cổ phiếu FPT khi nó sụt giảm rất mạnh thì hãy mạnh dạn vào, còn khi nó đã tăng rất mạnh rồi thì quý vị có thể bình tĩnh, bởi vì chúng ta đầu tư dài hạn, chúng ta không phải vội vàng gì cả đó. Bạn Khoa Kim hỏi VRE giá trị hiện tại so với giá trị sổ sách thế nào, anh có nắm chung và dài hạn được không? Nếu so với giá trị sổ sách thì giá hiện tại cao gấp khoảng hơn 2 lần so với giá trị sổ sách. Tuy nhiên là giá trị sổ sách thì chưa phản ánh đúng giá trị của cái doanh nghiệp này, mà là chúng ta phải là giá trị thị trường của các cái bất động sản VRE đang nắm giữ. Nếu định giá theo cái phương pháp RNAV thì chúng tôi cho rằng VRE hoàn toàn có giá khoảng 40 đến 45 ngàn đồng một cổ phiếu, cao gấp rưỡi đến gấp đôi so với giá hiện tại. Tuy vậy, chúng ta đầu tư là nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chúng ta nên nhìn lợi nhuận nhiều hơn. Còn nếu mà nhìn lợi nhuận thì định giá này chúng tôi cho rằng không hấp dẫn, không quá hấp dẫn. Bởi PE nó cũng khoảng hơn 20 lần thì thực sự không quá hấp dẫn. Mà rõ ràng là cái việc tăng trưởng giá, tăng trưởng lợi nhuận của VRE sẽ không lớn. Bởi việc để mà mở rộng các cái trung tâm thương mại này rất khó khăn. Việc mở rộng không hề nhanh. Ngoài ra thì việc tăng giá trung tâm thương mại chúng tôi cho rằng trong vài năm tới rất khó khăn. Bởi lẽ cái xu hướng bán hàng online tất nhiên nó không thể thay thế hoàn toàn so với bán hàng offline rồi. Nhưng mà nó sẽ diễn ra rất mạnh và nó đang ngày càng tăng trưởng mạnh hơn. Thì cái việc là giá thuê các trung tâm thương mại khó có thể tăng. Đó, và VRE chúng tôi nghĩ rằng chỉ có thể nên đầu tư mạnh mẽ khi nó xuống thấp thêm nữa, khoảng vùng 20 chẳng hạn. Đó. Còn xét về cái việc là đầu tư hấp dẫn trong lâu dài thì chúng tôi không đánh giá VRE nằm trong top 10. Về bạn nhà của Vin có hỏi về bất động sản khu công nghiệp ấy, thì mình cũng xin trao đổi như này. Thời gian vừa qua là người ta nói rất nhiều về bất động sản khu công nghiệp, nhưng rõ ràng chúng tôi chưa nhìn thấy cái dòng vốn về Việt Nam. Bạn có thể search trên Google hoặc vào Tổng cục Thống kê có thể thấy rằng là FDI rõ ràng là từ đầu năm giờ giảm rất mạnh, không hề tăng nhé, cả vốn đăng ký lẫn vốn giải ngân. Thế thành ra chúng tôi chưa nhìn thấy cái dấu hiệu thực sự của việc bất động sản khu công nghiệp sẽ rất mạnh lên. Mà vừa rồi đơn giản là người ta nghe tin đồn mà người ta đánh giá như thế. Thậm chí có một số đội lái còn trả tiền để có thể viết báo để cuối cùng đẩy giá cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp lên vì ý đồ riêng. Còn trong một năm tới thì chúng tôi chưa thấy dấu hiệu về lĩnh vực này cả. Bạn nên chú ý như vậy nhé. Ok, Vĩnh Hoàn có tính chu kỳ mạnh và rủi ro của nghề, định giá nào hợp lý? Cảm ơn Việt Anh. Đúng rồi, Vĩnh Hoàn là một doanh nghiệp về thủy sản có tính chu kỳ rất cao. Tuy nhiên cái tính chu kỳ của Vĩnh Hoàn bây giờ trong tương lai ấy, sẽ ngày càng giảm hơn. Bây giờ lợi nhuận của nó đến từ collagen và gelatin cũng tăng dần rất tốt. Và rõ ràng là lợi nhuận từ cái lĩnh vực này nó sẽ không có tính chu kỳ mạnh như việc xuất khẩu cá. Ngoài ra có một điều như này, nếu chu kỳ mạnh thì chúng ta chiết khấu giá đi, định giá chiết khấu. Thì với việc là Vĩnh Hoàn nó sẽ bị chu kỳ 1 đến 3 năm. Một chu kỳ nó khoảng 3 năm. Tức là có 3 năm tốt rồi 3 năm kém, 3 năm tốt rồi 3 năm kém. Thì chúng tôi cho rằng đến 2021 là hoàn toàn có thể trở lại chu kỳ tốt của Vĩnh Hoàn thôi. Chúng ta đầu tư 3 năm rất ok. Kể cả lúc lợi nhuận thấp nhất của Vĩnh Hoàn thì định giá PE nó cũng khoảng độ 8 lần. Thì nếu mà lợi nhuận nó tốt hơn, nó tăng gấp đôi thì PE khoảng 4 lần. Hơn nữa là cái cổ tức bằng tiền mặt của Vĩnh Hoàn hoàn toàn có thể trả 4.000 một cổ phiếu. Thậm chí họ muốn trả 5-6.000 thì cũng không phải là một vấn đề gì lớn đối với Vĩnh Hoàn. Đúng không ạ? Thôi chúng tôi xin phép trả lời một câu cuối vậy. Có nhiều bạn hỏi về cổ phiếu bất động sản đúng không ạ? Thì chúng tôi xin trả lời như này. Về cổ phiếu bất động sản thì chúng tôi cho rằng đầu tư theo tin đồn, theo chu kỳ là nhiều hơn. Ví dụ như là sau khi suy thoái kinh tế thoát chẳng hạn, bất động sản bắt đầu nóng lên thì chúng tôi nghĩ bạn nên đầu tư bất động sản mang tính chất là đầu cơ nhanh trong vòng vài tháng hoặc một năm thôi thì là tốt. Còn bởi vì sao là chúng ta không nên đầu tư rất lâu dài bất động sản? Đây là quan điểm của tôi nhé. Quý vị và các bạn thử nghĩ xem doanh nghiệp bất động sản lãnh đạo để có được những dự án nó sẽ như nào. Rõ ràng là họ là những người rất giỏi trong lĩnh vực quan hệ, những việc rút tiền khỏi doanh nghiệp, rút tiền khỏi dự án. Đó. Thì họ mới có thể lobby có những cái dự án lớn, đúng không ạ? Bên cạnh đó tất nhiên có những doanh nghiệp rất tuyệt vời, nhưng mà số đó ít hơn. Chính vì thế cho nên quý vị và các bạn có thể thấy rằng các doanh nghiệp bất động sản đa phần nha, chúng tôi không nói tất cả, trong cái chu kỳ phát triển nhất của mình họ cũng không trả cổ tức cho cổ đông đáng kể đâu ạ, có tí xíu này, đúng không ạ? Trong khi
trong cái cú thủy đi xuống thì cổ đông ăn đủ, phải đổ vỏ hết. Mà rõ ràng là bất động sản cũng bất động sản ấy, thì quý vị đừng có nhìn vào miếng đất rồi nhân lên tiền theo định giá rờ nát giống như các công ty chứng khoán hay là mọi nhà phân tích làm đâu ạ. Chúng tôi cũng làm thế nhưng để tham khảo cho vui thôi, trong lúc thị trường lên để nó có thể là một cái cơ sở là điểm níu vào để đầu tư thôi, chứ nó không phải là cái kết quả nhà đầu tư cá nhân có thể nhận được. Bởi vì bạn cứ nhân giá đất lên với giá thị trường rồi bạn chia ra cổ phiếu, nhưng mà thực tế các bạn có thấy rằng các cái chủ doanh nghiệp bất động sản họ phát triển và họ rút ruột rất nhiều không? Và đây là một lĩnh vực dễ rút ruột nhất trong các lĩnh nhất trong các lĩnh vực. Tôi lấy ví dụ một doanh nghiệp bất động sản họ làm ra cái nhà liền kề hay biệt thự chẳng hạn, thì ngay lập tức các cái lô góc lô đẹp nhất là họ đã có xuất ngoại giao của chính họ, chính lãnh đạo rồi, với giá bình thường rồi. Như vậy là họ đã rút mất của chúng ta một mớ rồi. Ngoài ra cái biệt thự 30 tỷ họ bán 10 tỷ, bạn có cơ sở để bạn kiện họ không? Không, điều đó không hề có. Cổ đông nhỏ lẻ không nắm được một cái gì cả, trừ khi doanh nghiệp bất động sản họ bố trí cho chúng ta cái gì. Tôi nói thẳng luôn một điều như thế. Còn rõ ràng các ông chủ kinh doanh bất động sản thì ông nào cũng giàu rất kinh khủng. Ngay cả mấy cái chủ kinh doanh bất động sản rất nhỏ nhoi, họ đi mua từng căn bán lại, mua đi bán lại tài sản vài trăm tỷ. Vậy là mà một công ty bất động sản lên đến có các cái khu đô thị lên đến vài trăm hecta, cả chục ngàn căn hộ. Vậy mà một năm bốc lợi nhuận có khi 100-200 tỷ, thậm chí thấp hơn. Và cổ tức cho cổ đông là không đáng kể. Thì đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi về cổ phiếu bất động sản thôi. Chúng ta hãy đầu tư lúc thị trường tăng trưởng tốt, lúc bất động sản có tín hiệu ấm lên thì hãy nhảy vào mạnh lên. Còn không thì chúng ta nên tránh. Còn việc nắm giữ đầu tư dài hạn của nó, chúng tôi thấy rất ít doanh nghiệp bất động sản có thể mang lại lợi nhuận. Bạn không tin, bạn có thể nhìn biểu đồ giá các doanh nghiệp bất động sản, các bạn thấy DG chứ gì, rất nhiều đất, rất nhiều bất động sản, nhưng mà lợi nhuận bạn được không? Đất xanh như gì, rất hùng bá, bạn có lợi nhuận không? Sudico, Nhà Từ Liêm, HDC, vân vân, chỉ có một số doanh nghiệp mang lại lợi nhuận mà thôi. Thì trên đây là những cái trao đổi của chúng tôi trong cái buổi live stream hôm nay. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn lắng nghe. Quý vị và các bạn có cần các cái trao đổi gì thì hãy comment lên các cái video của chúng tôi, chúng tôi sau này giải đáp cho quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn có thể lên cái kênh YouTube Chứng Khoán TV gạch ngang AZFIN Việt Nam. Ở trên đó chúng tôi lưu lại toàn bộ các cái clip giải đáp về live stream trực tiếp, cũng như rất nhiều các cái phân tích hay về cổ phiếu, về báo cáo tài chính, về chu kỳ kinh tế, về đầu tư cổ phiếu hay là về kinh nghiệm chiến đấu. Đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.